Ông Jean-Marc Chauviat, chủ tịch ủy ban điều tra những cáo buộc xung quanh vụ việc có đến 10.000 trẻ vị thành niên đã từng bị xâm hại tình dục trong giáo hội Công giáo Pháp, nhận định rằng con số 3.000 nạn nhân được ước tính vào tháng 6 năm 2020 chắc chắn đã bị đánh giá thấp. Đường dây nóng được thành lập vào tháng 6 năm 2019 để các nạn nhân và nhân chứng trình báo về các vụ lạm dụng tình dục đã nhận được 6.500 cuộc gọi sau 17 tháng hoạt động. Hội nghị giám mục tại Pháp vào năm 2018 đã thống nhất thành lập ủy ban điều tra sau khi nhiều vụ lạm dụng trẻ em gây chấn động cộng đồng Công giáo trong và ngoài nước. Thậm chí, con số 10.000 nạn nhân vẫn bị cho là chưa đúng với thực tế. Trong số những người đã phạm tội, có nhiều linh mục từng giữ chức vụ cao. Benjamin Guy, một trong những nạn nhân bị tấn công tình dục năm 2019, cho rằng thật khó có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn bởi kẻ tấn công anh đã trốn tránh phiên xét xử và chỉ phải bồi thường 13.000 euro. Tôi biết ông ta không quá yếu để ra hầu tòa. Những nạn nhân như chúng tôi muốn sự việc đi đến cùng và để người này phải trả lời về hành động của mình trước hệ thống tư pháp của Pháp. Ủy ban điều tra về tình trạng xâm hại tình dục gồm 20 người có kinh nghiệm về pháp lý, y khoa, ban đầu dự định đưa ra báo cáo sau cùng vào cuối năm 2020, nhưng gia hạn đến tháng 9 năm nay để chờ đợi thêm các nạn nhân lên tiếng.